Thì mình chào anh hát. Em chào anh và anh chị chứ còn cộng đồng đồng em trong nước và ngoài nước, chúc mọi người chúc sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Rồi ngày hôm nay đến từ đâu anh nhỉ? Từ Dầu Tiếng, Bình Dương. Dầu Tiếng, Bình Dương. Vậy là anh đi về đây là lúc nào? 4 giờ chiều qua. 4 giờ chiều qua. Ồ, rồi anh nghỉ lại đây. Anh đi qua bên nhà bên kia của anh. Nhà bên xe ôm ở ngoài cầu Cần Thơ về ở vô cái nhà có quán cà phê. Ở bên bệnh viện Nhi. Dạ. Rồi anh nghỉ bên đó. Ở bên đó sáng mới 5 giờ mấy mới đi bộ tà tàn vô hỏi mấy người cô bác vòng vòng. Nói là anh vợ giờ qua bên đây rồi. Dạ dạ. Mới dở cái địa chỉ nghe qua chị cho. Mà sao anh gọi điện để mà anh đến thẳng luôn cho nó tiện? Lúc đó mới 5 giờ. Sớm quá đúng không? Dạ dạ. Đâu dám gọi. Rồi. Vâng, với sự nghiêm túc của mình, với chặng đường khá xa, Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn anh ha. Dạ, cảm ơn. Dạ, rồi anh tên gì anh cho Thành Nguyên hay nào? Em tên Nguyễn Quốc Bình. Dạ. Sinh 1983, nhưng mà trong giấy này 1983 còn tuổi, nhưng mà em là sinh tháng 12, tháng chạp âm lịch, năm 82. 82, là tuổi thật ha. Thì đó, để có tiến tới hôn nhân thì phải tính hơn cho tuổi thật. Dạ, dạ. Rồi tỷ lệ hôn nhân của anh Bình là như nào? Ly hôn. Được lâu chưa? Lâu, từ 2021. 21. 21 đến nay là được 3 năm rồi. Dạ dạ. Rồi anh đông con không? Dạ 4. Dạ 4 người con. 4 người con. Dạ. Bây giờ có ai ở với anh không? Không, chung là tất cả đều theo mẹ. Em thì đi làm rồi tập trung rồi lo cho mấy đứa nhỏ. Anh dạ, công việc anh đang làm gì? Em thì làm vườn. Làm vườn. Dạ. Làm vườn cho nhà mình luôn hay ha. Dạ, làm vườn cao su á. Cao su. Cao su với em làm thêm xe máy cày, xe cộ. Dạ. Về cái mức thu nhập bình quân thì anh chia sẻ cho các cô nắm xíu nào. Cái này nó cũng hơi nhạy cảm thì nó. Nói chung là em làm là bình quân thôi. Bình quân thì tầm nó 10 triệu trên 10 triệu. Dạ. Rồi khoảng thời gian qua thì anh có tìm hiểu thêm ai nữa không? Dạ cũng có ha. Cũng có nhưng mà không có được tiếng nói chung. Cũng không làm gì. Cũng có duyên mà không có nợ. Nhiều lúc cũng chán nên mới tìm đến anh thấy. Dạ. Chỗ làm việc anh yên tâm thì em mới đi từ trên đó. Dạ dạ. Rồi ok anh. Khoảng thời gian mà anh biết đến kênh của Thành Nguyên là đến nay được bao lâu thời gian rồi? Năm rồi em có coi một hai lần á. Đến khoảng gần 2 tháng nay đổ lại đây là mình coi nhiều hơn. Xuyên suốt em đang cái kênh luôn lên cái nào là thấy đó liền. Mà không chừng chính thời điểm này cũng là cái duyên của mình cũng không chừng đấy nha. Rồi ok, thì Thầy Nguyên Kinh Kỳ hỏi như vậy để cho các cô nắm được về tình trạng hôn nhân, họ tên tuổi rồi điều kiện công việc của mình như nào ha. Ý trung nhân mà hôm nay anh Bình mong muốn bày tỏ được như nào, anh chia sẻ cho các cô nghe xíu nào. Em chỉ cần một người trung thủy, sống biết quan tâm, sống có đạo đức, hiền lành là được. Còn độ tuổi thì như nào? Độ tuổi thì nhỏ hơn em tới 3 đến 5 tuổi độ lại thôi. Lớn hơn tầm 3 tuổi đến 5 tuổi. Nói chung là thì nhỏ hơn nữa thì người ta chưa tình trạng. Người ta cũng chưa biết được không biết là có bền vững hay không thế nào. Nên là mình lựa những người về sống với mình, người ta đã trải qua đó, người ta phải biết sợ của mình. Rồi về hình thức, về công việc, về điều kiện các cô thì anh có mong muốn gì thêm không? Không, cái đó không quan trọng đâu. Không quan trọng ha? Dạ. Mình đàn ông, mình là trụ cột, mình cảm thấy mình gánh giá được thì mới tiến tới, còn không gánh giá được thì thôi, không dám đề bỏng. Ok. Rồi về vùng miền thì sao anh ạ?
dung em thì nó chắc từ chỗ Vũng Tàu đổ lại đấy. Vũng Tàu đổ về miền Nam thôi, khu vực miền Nam ha. Rồi sau này mà kết nối thành công thì anh tính hướng tương lai nhà hai người như nào? Thì cái đó thì chắc là em không đi về bên kia được, thì em là dân trong thôn, vườn tàu tới dưới máy móc về em đã làm một vườn đó, chứ cái nghề nó gọi là ổn cái địa phương, chứ cái nghề đó không phải là nó theo địa phương nào cũng hết hợp. Đúng rồi. Thì em cũng mong muốn là mấy em cũng học cảm. Là muốn các cô sau này là kết nối là đi về với anh. Chứ còn nếu mà đi theo các cô thì thành ra em phải bỏ hết nghề của em. Mà đi về bên kia nếu mà không trời trùng này thì người đàn ông như vậy là em không hết. Không, thực sự ra thì mình có công việc, có nhà cửa, có điều kiện để cho các cô về thì cũng rất là tốt mà. Trường hợp như các cô mà về đó thì cứ kết nối thành công đi rồi mình sẽ tính. Khi mà thành công rồi thì vấn đề đó tính dễ mà. Thì cái đó thì nương qua nương lại cuộc sống mà. Chứ không có nhất thiết phải là được phải theo mình. Trong cuộc sống thì những cái vấn đề như cờ bạc, rượu bia, cá độ thì anh có tham gia không? Dạ không, cái đó là cờ bạc hồi nãy anh đã hỏi, nhưng mà em quên nói là cái tiêu chí của người phụ nữ này em cần là để em bổ sung vô cái trò này, thì người phụ nữ em là không cờ bạc kể cả đời, rồi những cái tin nhắn xã hội là em không chấp nhận. Còn riêng em á là thuốc thì có, nhưng mà rượu thì do cái môi trường em đi làm đụng rất là nhiều người nên là cũng có uống rượu, chứ không phải là ngày một ngày hai là nghiện đâu. Nói chung là không có bê tha, không say xỉn suốt ngày là được đúng không? Nói chung là em là yêu công việc trên hết, chứ rượu bia em không yêu đâu. Ok anh, thì Thái Nguyên cũng chỉ hỏi những ý chính như vậy thôi. Sau ngày hôm nay thì Thái Nguyên sẽ gửi thông điệp này đến cho các cô. Cô nào đó mà đồng cảm với anh thì cứ đi về đây gặp Thái Nguyên để Thái Nguyên sẽ bắt kịp cầu qua. Còn nếu không thì anh Bình xem kênh Thái Nguyên thì anh cũng biết rồi. Có nhiều cô cũng khá là dễ thương. Thì mình thấy ai đó mà phù hợp thì có thể gọi cho Thái Nguyên rồi Thái Nguyên sẽ gửi số qua. Trong lúc trò chuyện thì mình tìm hiểu kỹ. Bởi vì Thái Nguyên cũng chỉ là cái người bắt cái nhịp cầu lúc ban đầu thôi. Cũng không biết là người nào thật lòng hay người nào không thật lòng đâu. Trong quá trình mình tìm hiểu thì mình tìm hiểu nhiều hơn hay ha. Rồi thì Thái Nguyên cũng như hỏi như thế, còn cá nhân anh Bình thì anh có điều gì nhiều hơn nữa anh muốn chia sẻ thêm nữa không? Còn thêm một cái nữa thì về phần mình á, sau này nếu mà kết hợp với người nào hợp với nhau, nếu mà con người đó cũng thông cảm là tại cái trước giờ đó là thu nhập đó là mình đi dành cho con hết. Nhưng mà sau này ví dụ như thành công thì một nửa mình vẫn phải lo cho con mình. Còn một nửa thì đưa cho vợ. Và chứ mình làm thêm nữa, chứ mình không thể nào mà bỏ con cái. Đúng rồi. Không, thật sự nói thì nói thì đến đây ai cũng đổ vỡ rồi, ai cũng tổn thương và ai cũng có gia đình rồi và ai cũng có con, thì có những người may mắn thì con cái lớn thành đạt nó tự lo được rồi thì cũng nói đúng không ạ? Nhưng mà có những người mà con cái đang nằm trong cảnh của mình thì mình phải lo chứ, nếu như mình mà không lo thì Thành Nguyên nghĩ là các cô cũng không có chịu đâu, bởi vì bây giờ mà mình còn không lo được thì sau này làm sao mà mình chăm lo cho cuộc sống sau này của gia đình mới được đúng không ạ? Cho nên là khi mà mình chu toàn được mọi thứ thì đồng nghĩa với việc là những việc sau này mình cũng không có bỏ bê được. Nên Thành Nguyên nghĩ là các cô cũng sẽ đồng ý về vấn đề này thôi. Rồi ok anh. Thì sau ngày hôm nay có thông điệp nào từ các cô thì Thành Nguyên sẽ báo cho anh hay sao anh ha. Rồi cuối chương trình thì anh Bình có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho các cô cũng như là quý khán giả để xem vài điều không ạ? Cũng trước tiên thì con cho gửi lời đến các em đó với anh chị với cộng đồng mà
mạng trong nước ngoài nước cũng như sức khỏe thành công, đặc biệt là anh Nguyên là thành công, mãi thành công. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, Thầy Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn thành công nha, cũng như sớm ý tu nhân mình hồi đáp lại sớm cho anh ạ. Chúc anh trên đường về vạn sự bình an ha. Dạ, cảm ơn.